Xin mến chào các khán giả thân yêu của Luận BK Channel. Đã khá lâu rồi chương trình review cầu thủ mới quay lại. Như thường lệ, phải nhắc trước anh em rằng chương trình này, cái phần trải nghiệm và leo rank sẽ là các cao thủ tầm thách đấu hoặc siêu sao của team LBK lo liệu. Còn LBK chỉ đảm nhiệm phần thu âm thôi anh em nhé. Đan Mạch là một đất nước nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích. Chắc hẳn tuổi thơ chúng ta ai cũng đã từng nghe đến chuyện cổ Andersen, với những vị thần, bà tiên trong các câu chuyện như cô bé bán diêm, bà chúa tuyết hay chú linh trì dũng cảm. Còn với clip này, LBK xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một vị thánh của bóng đá Đan Mạch. Đó là Martin Braithwaite, hay còn được gọi với cái tên Breitgod Delima. Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1991 tại Esbjerg, Đan Mạch, Breitgod đã trải qua quãng thời gian đầu sự nghiệp khá nhạt nhòa khi lênh đênh qua nhiều câu lạc bộ như Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, Leganés. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, như vận mệnh của người được chọn, ngài đã đến với gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona. Và cũng thật tình cờ khi mái tóc của ngài cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa. Khi xưa, chính là kiểu đầu xù giống như các vĩ nhân William, Leroy Sané. Nhưng khi chuẩn bị đến Barca thì ngài đã quyết định xuống tóc. Và trong một bức ảnh để lộ ra thì ngài đã để mái tóc nổi tiếng kiểu thằng bờm của người ngoài hành tinh rùa béo. Vậy đấy, số phận đã sắp đặt ngài trở thành truyền nhân của hai vị thánh. Đó là Lord Banner đến từ đội tuyển Đan Mạch, rồi đến Ronaldo de Lima của Barcelona. Và cũng nhờ màn trình diễn chói sáng cùng tuyển Đan Mạch tại Euro 2020, nhà phát hành Apple 4 đã cho ra lứa thẻ đỉnh nhất của ngài tính đến thời điểm này, đó là mùa BOE 21. Clip này cũng sẽ là nơi để các bạn trải nghiệm độ ảo diệu của Breitgod một cách chi tiết và rõ nét. Đầu tiên chính là tốc độ. Ngài không chạy mà ngài đi mây về gió như cưỡi cân đầu vân vậy. Chỉ số tốc độ 107, tăng tốc 108 kết hợp cùng chỉ số ẩn ma tốc độ vừa đủ để ngài leo biên như chắp cánh bay. Hãy nhìn xem, đôi chân thần thánh của ngài thoăn thoắt như một cỗ máy, chạy rẽ đất rẽ cát băng băng về mục tiêu cuối. Nếu trước trận ngài mà uống ít xăng vào ấy thì mấy hậu vệ phía sau đã phải ngửi khói đến đen cả mặt rồi. Ngài chạy thì nhanh thật, ấy vậy mà những cú tạt của ngài lại khá là mù mắt. Chỉ số tạt bóng trong game của ngài chỉ là 84, thật sự rất thấp. Vì vậy độ cuộn hay độ chuẩn của các pha treo bóng từ biên vào là không cao. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ coi như là ngài đang ban phước cho đối thủ vậy. Mỗi lần tạt xong thì cả trong game lẫn ngoài đời, người ta vẫn nghe văng vẳng trên khán đài các câu hò reo kêu gào của các cổ động viên. Họ gào lên rằng Đan Mạch Breitgod, Đan Mạch Breitgod. Đấy là như một sự tôn vinh cho cống hiến của ngài. Nhưng vì họ lười nên chữ Đan Mạch họ lại gọi tắt thành DM, DM. Tiếp đến là kỹ năng phối hợp với đồng đội. Hay nói đúng hơn, đó là niềm vinh hạnh của các cầu thủ được đá cùng ngài. Chỉ số tầm nhìn 85, chuyền ngắn 91, cứ như là rất tầm thường vậy. Nhưng không, ngài đã đạt đến cảnh giới phản phát quỳ chân, biến phức tạp thành đơn giản. Những cú chuyền như đơn thuần nhất, giản đơn nhất lại bao hàm rất nhiều chân lý và đạo lý. Nếu ngài có chuyền sai thì cũng là do đồng đội không theo kịp nổi ý tưởng chuyền của ngài mà thôi. Còn nếu ngài đã căng ngang vào trong, đồng đội phải tự hiểu đó là lộc đến tận mồm rồi, không ăn chính là có lỗi. Thứ tư, đó là khả năng săn bàn. Không ngoa khi đặt biệt danh ngài là Breitgod de Lima, bởi khả năng tung chân dứt điểm trong vòng cấm của ngài cứ như rùa béo vậy. Sở hữu hai chân đều 5 điểm, skill ẩn tinh tế cộng với nỗ lực đến cùng, đủ thấy quyết tâm ghi bàn của ngài cao đến như thế nào. Người ta gọi những cú dứt điểm ấy là cái chết ngọt ngào. Nó nhẹ nhàng, êm ái nhưng đầy sát thương và chết chóc. Thủ môn bên kia dù có biết góc, biết hướng nhưng cuối cùng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Còn nếu có lỡ mà cản mất cú sút của ngài thì cứ coi chừng, các trận sau bị ngài trừng phạt cho dính handicap liên tục đấy. Phép thần thông tiếp theo chúng ta cùng chứng kiến, đó là những cú sút xa ngoài vòng cấm. Những cụm từ như trời giáng hay cơn thịnh nộ của các vị thần có lẽ cũng chưa đủ để diễn tả uy lực của ngài. Dù bóng đi không căng nhưng lại rất hiểm và khó bắt. Thủ môn nào dại dột đi thử cẳng các cú búa tạ của ngài thì tôi đảm bảo vài chục năm sau kiểu gì cũng đau lưng mỏi gối tê tay cho mà xem.
Ngoài sút căng thì ngài cũng rất điệu đà trong các cú cứa lòng. Chân trái, chân phải hay chân kia đi chăng nữa vẫn có độ chuẩn xác tùy theo ý muốn. Ngài thích bóng vào gôn là vào gôn, thích bóng ra ngoài là ra ngoài. Nhưng đó là ý muốn của ngài chứ không phải ý muốn của các bạn điều khiển. Về kỹ năng sử dụng skill, nếu bạn từng khen Ronaldinho hay Neymar múa bóng dẻo thì thôi rồi luôn, ngài múa còn đẹp hơn nhiều. Với quả skill 5 sao này, chỉ số ẩn tinh tế, qua người, thêm rê bóng 107, ngài điều khiển trái bóng cứ như nhà thi sĩ cầm bút làm thơ vậy. Mặc dù đôi khi bài thơ của ngài cũng hơi lủng củng, khó hiểu và không xuôi tai cho lắm. Vừa qua là những hình ảnh thần thánh của ngài, còn đoạn sau này chính là những thứ báng bổ mà nhà phát hành game dám làm ra. Yêu cầu đàn ông đang cho con bú và phụ nữ dưới 2 tuổi cân nhắc trước khi xem. Hãy nhìn xem kìa, những người trần mắt thịt kia đang làm gì với ngài? Chúng dám dí nách, dơ mông vào ngài, đẩy ngài ngã, đấm ngài đau như thế kia sao? Đến mức ngài phải kêu lên, cú đá này không phải dành cho dân. Thực ra cũng do ngài không biết, thời kỳ cổ tích đã qua từ lâu. Giờ trong game thì ông nào ông nấy cũng to như một con trâu. Thể hình của ngài chỉ 1m77, nên dù có thần thông quảng đại, ngài vẫn bị lọt thỏm khi tỉ vai hay tranh chấp bóng bổng. Bọn kia thì sức mạnh như là Hedwig, đấm ngài vêu cả mõm. Như vậy là câu chuyện cổ tích Đan Mạch về một vị thần hạ lạc xuống trần gian đã đến hồi kết. Và đúng là chuyện cổ tích thì chỉ dành cho thiếu nhi. Xưa ơi là xưa rồi, giờ là thời kỳ của những con trâu điên như là Gullit, Balak hay Lukaku tung hoành mà thôi. Còn Bredgott có lẽ sẽ chỉ xuất hiện nhiều trong đội hình của những chú lính chì Đan Mạch, hoặc bạn nào có thật sở thích xây tim tấu hài, mang đến tiếng cười và giải trí mà thôi. Xin được chấm 7/10 dành cho Martin Braithwaite. Hiện tại giá cộng 5 cũng đang khá rẻ, anh em nên mua về để trải nghiệm xem sao. Chương trình review cầu thủ kỳ này với cái tên Braithwaite E21 của Luận BK Channel xin tạm dừng tại đây. Hãy nhớ like, share và bấm subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.